Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2024. Hôm qua tôi có một người bạn gửi tin nhắn qua Messenger cho tôi, nói rằng: anh Hùng ơi, trường đại học luật, hiệu trưởng nơi đó đã từ chức rồi. Xong người này lại nói: chúng ta phấn đấu thì mới có kết quả ngày hôm nay. Lúc đó thì tôi lại không biết ở Hà Nội có hai trường đại học luật. Một trường đại học luật theo Đại học Quốc gia, còn một trường đại học luật thì được đào tạo nơi đó mà ông Vương Tấn Việt lấy bằng tiến sĩ luật đó. Hai trường đại học khác nhau. Nhưng khi ấy tôi không có biết, thật sự tôi không có biết, tôi rất nhầm lẫn. Tôi cứ nghĩ rằng đó là một trường đại học. Và vì vậy tôi mới đọc báo, rồi tôi có những bình luận nó không đúng, không đúng. Không đúng là tại vì hai trường đại học khác nhau, hai trường đại học luật khác nhau. Đang khi tôi đi ở ngoài thì có những người bạn, nhất là những người anh rất là đáng kính, ở Hà Nội cũng gọi cho tôi ngay: làm gì mà trường đại học luật ông Vương Tấn Việt được đào tạo đó? Hiệu trưởng nơi đó không có từ chức gì đâu, lộn rồi Hùng ơi. Tôi cũng quê một cục. Tôi lật đật mượn wifi và xin lỗi quý khán giả, đó là phải xóa clip đó liền, xóa liền. Vì tôi biết tôi sai, nhưng tôi chưa kịp xin lỗi. Bây giờ tôi thành thật xin lỗi quý khán thính giả của tôi, là tôi đã không biết, tôi đã nhầm lẫn, vì cũng như nhiều người nhầm lẫn hai trường đại học luật là một, vì chữ là Đại học Luật Hà Nội, có vậy thôi. Cũng có một người anh ở trên, đó là anh Trần Cường, kênh Người Đất Cảng. Anh này cũng rè thiệt á, tôi vừa mới tải lên thôi, chưa được một tiếng tôi đã xóa. Thì anh ấy lại lấy xuống, anh đã tải lên một là trên kênh của ảnh, là trên Người Đất Cảng. Tôi không những xóa hết trên kênh của tôi phải còn lật đật liên lạc với anh Trần Cường. Ôi ông anh ơi, lầm to rồi, bé cái lầm rồi, xin lỗi, anh phải rút xuống luôn ngay lập tức trên kênh Người Đất Cảng của anh. Đó là câu chuyện liên quan đến việc mà lầm lẫn ngày hôm qua. Thế thì hôm nay tôi đọc báo chính thống nói về việc mà có những người lầm lẫn, lộn hai trường đại học luật, cứ tưởng là một. Tôi xin đọc báo Vietnamnet như sau: ông Vương Tấn Việt không liên quan đến việc hiệu trưởng Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội thôi chức. Trước thông tin Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh, hiệu trưởng trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội xin thôi giữ chức, nhiều bình luận cho rằng có liên quan đến việc đào tạo cấp bằng tiến sĩ cho ông Vương Tấn Việt. Mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành quyết định cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh thôi giữ chức vụ hiệu trưởng trường Đại học Luật theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 19 tháng 8, đồng thời giao Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Tiến Việt, Phó Hiệu trưởng nhà trường, làm Phó Hiệu trưởng phụ trách cho đến khi có quyết định mới. Sau khi đăng tải thông tin, nhiều bình luận cho rằng việc xin từ chức của Tiến sĩ Quế Anh liệu có liên quan đến sự việc lùm xùm của ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Trân Quang. Được biết, ông Vương Tấn Việt có nghi vấn chưa tốt nghiệp cấp 3, nhưng đã bảo vệ luận án tiến sĩ thành công vào tháng 9 năm 2021, đồng thời có bằng tiến sĩ trong vòng vỏn vẹn 2 năm, trong khi theo quy định của pháp luật thì thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ là tương đương 3 cho đến 4 năm học tập, tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo và trình độ đầu vào của người học.
Tuy nhiên, nơi ông Việt được đào tạo và cấp bằng tiến sĩ luật là trường Đại học Luật từ Hà Nội, chứ không phải trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Rõ ràng là có hai đại học, không? Đại học Luật Hà Nội khác với trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Do đó, việc tiến sĩ Quế Anh thôi chức vụ hiệu trưởng không liên quan tới sự việc của ông Việt. Năm 2017, ông Vương Tấn Việt trúng tuyển văn bằng hai khóa trình độ Đại học Luật, hình thức vừa làm vừa học của trường Đại học Luật Hà Nội, mở tại trường Cao đẳng Bách Việt thành phố Hồ Chí Minh. Hai năm sau đó, ông được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân với loại giỏi và tiếp tục trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B. Đến năm 2021, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Luật Hà Nội. Hiện nay, bên cạnh những trường đại học chính quy tập trung đào tạo ngành luật, nhiều trường đại học cũng đào tạo ngành luật như một xu thế chung. Tính đến hiện tại, có gần 20 cơ sở đại học tại Hà Nội đào tạo ngành luật gồm Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Phenica, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Học viện Ngoại giao, Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện Biên phòng, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Viện Đại học Mở Hà Nội. Đó là thông tin từ bên phía Vietnamnet. Một lần nữa, tôi xin đính chính tôi đã lộn. Vì tôi lộn chữ Đại học Luật Hà Nội với Đại học Luật ở trong Đại học Quốc gia, nên phải nói rằng là lầm lẫn. Lầm lẫn này thì có những người Anh từ Hà Nội gọi ngay. Và đang lúc mà tôi đang đi ở ngoài thì khi biết được thì phải lật đật gỡ xuống. Trước tiên, tôi xin lỗi bên phía của Phó Giáo sư Tiến sĩ Quế Anh là tôi lộn, cho nên mới có những cái bình luận nó liên quan đến Đại học Luật bên kia. Như vậy là tôi lộn. Tôi lộn thì tôi xin xác nhận là tôi lộn. Xin lỗi toàn thể quý khán giả lộn ở chỗ đó. Và thứ hai, xin chân thành cảm ơn tất cả những khán thính giả và đặc biệt là những người hiểu biết đã góp ý cho tôi ngay lập tức để tôi gỡ bài viết đó xuống. Và thứ ba thì tôi cũng phải xin lỗi trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh đã xin thôi, thì tôi cũng xin lỗi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh và trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội vì sự nhầm lẫn đó có thể làm mất uy tín của trường và của giáo sư. Đó là điều mà tôi muốn nói, nhưng mà cũng có một khía cạnh khác cho thấy những gì trường Đại học Luật Hà Nội đã cấp bằng tiến sĩ cho ông Vương Tấn Việt là một sự xôn xao ở trong Việt Nam rất là nhiều. Chỉ có một động thái của một nhà trường Đại học Luật Quốc gia thì nhiều người ngộ nhận ngay. Và điều mong muốn của họ là gì? Điều mong muốn của họ là Đại học Luật Hà Nội, nơi ông Vương Tấn Việt được đào tạo, là phải có can đảm lên, phải có can đảm nhận trách nhiệm. Mình sai thì mình sửa, hoặc là mình khiếm khuyết gì đó thì mình điều chỉnh. Chứ không phải là như gì đó rất là lâu rồi, mấy tháng trời rồi. Nhiều người cho rằng việc làm đó không phải là việc làm can đảm. Và hãy can đảm giống như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh cần thì xin từ chức.
Còn chắc chắn việc làm của ông Vương Tấn Việt mà Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản rất rõ ràng. Cấp 3 bằng đó là bằng giả, không có gì đó bằng cấp 3. Thì làm sao có thể đào tạo được ông Vương Tấn Việt trở thành một tiến sĩ nhanh như thế được, là một thiên tài à? Làm sao có thể là một thiên tài giống như đi một cái rocket trong cái thời gian mà phải nói là kinh khủng, mà lại là trong thời gian đại dịch Covid-19. Nên là nhiều người nghi ngờ lắm. Nghi ngờ như chính lời ông Vương Tấn Việt. Muốn tiến thân gì đó là phải dùng cái này. Đầu tiên là tiền đâu á, đầu tiên đó. Để sao? Hối lộ cho những ai đó mình thấy rằng cần để mà tiến thân. Hối lộ. Ông nói dùng danh từ rất rõ ràng, hối lộ để tiến thân. Ông là một nhà sư mà ông giảng thuyết kiểu như vậy đó. Giảng thuyết tham sân si, đi ngược lại với giáo lý Phật giáo luôn. Giảng thuyết có tính cách mang tính cách hình sự, tội phạm, công khai nói về vấn đề hối lộ để tiến thân. Nên nhiều người có quyền nghi ngờ, trong đó có tôi có quyền nghi ngờ. Đồng tiền đã làm mờ mắt Đại học Luật Hà Nội, nơi ông Vương Tấn Việt được đào tạo. Và nghi ngờ nhé. Nghi ngờ ai đó để mà có đường dây giúp cho Vương Tấn Việt tiếp cận trường Đại học Luật Hà Nội. Đường dây, chứ không phải là tự nhiên ông Vương Tấn Việt ông tiếp cận trường Đại học Luật Hà Nội. Ai đó đã đến chùa Thế Tôn Phật Quang và ca ngợi Vương Tấn Việt. Con đường tâm của Vương Tấn Việt, Thích Chân Quang của chúng ta, nó giống con đường của Bác Hồ, con đường Hồ Chí Minh. Đó, ai đó nghi ngờ lắm. Nên nhiều người mong rằng các cơ quan chức năng đã và tìm ra ai là đứng đằng sau vụ này. Làm ê mặt không những là Phật Pháp, làm ê mặt vì đây là một hình thức mượn đạo tạo đời rồi, nhưng còn làm ê mặt luôn cả nền giáo dục Việt Nam, làm ê mặt cả một trường Đại học Luật Hà Nội có danh tiếng. Đại học Luật Hà Nội đây tôi cũng xin nói rõ là nơi ông Vương Tấn Việt được đào tạo là vì lý do rất là rõ ràng, là có nhiều Đại học Luật Hà Nội với tên là này nọ. Như báo Vietnamnet đã vừa nói rằng là có khoảng chừng 20 trường đại học có đào tạo về ngành luật. Nên tôi cũng phải đính chính lại hồi nãy rồi. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Mong các cơ quan chức năng đã nhập cuộc sẽ làm rõ về vấn đề này. Vì đây là điều mà nhiều người dân mong muốn. Lòng dân ý đảng, lòng dân mong muốn sáng tỏ chuyện này. Thì tôi tin rằng ý đảng sẽ làm sáng tỏ chuyện này qua các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thẩm định tại sao có thể là không có bằng cấp 3 mà lại đi học lấy bằng tiến sĩ luật trong một thời gian rất ngắn và trong đại dịch Covid-19 nữa. Và những gì mà ông Vương Tấn Việt trình bày trong lúc mà khảo sát á, thì tôi thấy rằng là chỉ là không có nội lực mà chỉ là luyên thuyên, chấp vá, không có chính thống chút nào hết. Thì đây là một trường hợp cần phải làm rõ. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.